nó sửa cái cũ hết ý, chứ nó đéo làm cái đấy đâu, em hiểu không? Còn những cái mẫu năm trước thì em không biết, em chưa đọc, em chỉ đọc của 22. Không, năm trước thì khác, năm trước nó không có cái phần tự nhận xét đánh giá chấm điểm. Thì vẫn thường cái 22.